Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua hàng miễn phí mới ở trên Shopee nha. Từ đơn 200.000 sẽ được miễn phí giao hàng. Bấm vào mục Home và chọn chữ mã giảm giá. Các bạn bấm lấy mã ngay. Sau khi đã lấy thành công cái mã giảm giá, các bạn chọn cái sản phẩm mà mình đang muốn mua. Mà phải trên 200.000 nha. Dưới 200.000 sẽ không được hưởng ưu đãi. Bấm chọn mã miễn phí vận chuyển và ấn OK. Các bạn thao tác mua hàng. Đơn này chưa được 200.000, mới được có 129.000 thôi, thì phí giao hàng không được hỗ trợ. Nó vẫn là 26.000 lận. Thì bây giờ mình sẽ mua thêm một cây nữa. Đơn nó sẽ là trên 200 rồi. Đây, phí giao hàng đã là 0 đồng nha. Shopee sẽ hỗ trợ mình 40.000 cước giao hàng. Ví dụ như là 45.000 thì mình chỉ trả thêm 5.000 phí giao hàng thôi ạ. Sau đó bạn kiểm tra cái địa chỉ nhận hàng của bạn, rồi bấm đặt hàng là xong nha.